kia chuẩn bị vào vòng lễ World Cup 2020 tại Vũng Tàu, tỉnh Cà Mau, tại thành phố Sóc Trăng. Và các bạn chị em theo dõi diễn biến ở đây nha. Hôm nay là còn 2 ngày nữa sẽ đến này thi đấu chính thức các bạn. Bây giờ các vận động viên và các khán cổ động viên đến đây để mà cổ động rất là nhiều. Bây giờ mà các bạn cùng mình theo dõi nơi đây. Bây giờ các bạn nhìn thấy hiện bây giờ trên bờ kè thì bà con đứng để mà xem rất là đông các bạn. Đây bây giờ xem cái ghe. Em biết không ạ? Đây là chiếc ghe ngồi chạy buôn các bạn. Ghe của chạy buôn các bạn. Đây là chiếc ghe ngồi chạy buôn. Đây. Ngọn rất là đẹp các bạn ơi. Chạy buôn Thành Quế các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy hiện giờ thì cổ động viên và vận động viên đứng ở bên bờ kè rất là nhiều. Ghe chạc cuông này các bạn ơi, đang lên rất là nhẹ nhàng các bạn. Nhiều ghe luôn các bạn ơi, hết biết nhìn con ghe luôn. Như ghe của chạc cuông. Rất là vui các bạn, khi những ngày này thì gần tới ngày thi đấu thì các đội ghe đã đến. Đây là ghe chạc cuông các bạn. Đây, đang quay đầu. Đây những bây giờ nhiều ghe đầu ra tiếp tục nè các bạn ơi. Rất là đông ghe luôn. Đây
sao kể nha luôn các bạn ơi.